mặt mọi người hay nhăn nhó. Tiền bạc thì nhiều khi không có, cuộc sống biết bao điều phải lo. Đoạn đường dài này ta đang bước, gia đình mẹ cha ở phía trước. Vui buồn giận hờn nào về nhà cũng sẽ qua mà thôi. Đường về có nhau từ nay cho đến mai sau. Đôi chân kia đi dù xa, ta vẫn luôn quay về nhà. Đường về có nhau, ngoài kia giông tố bao sâu. Nơi đây ta luôn yên bình, vì bên ta là gia đình. Yeah, 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 yeah. Vì bên ta là gia đình. Yeah, 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 yeah. Vì bên ta là gia đình. Với kết quả này, chắc chắn là chị Lam đã biết mình là con ruột của mẹ Trang rồi. Chị Lam đi, chị Lam, phải kiếm cho tôi 8 tỷ thôi. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Em sẽ coi như đây là lời đồng ý cho sự tha thứ của chị. Em không hề yêu anh đúng không? Em và anh cần thời gian để suy nghĩ lại. Em và tới đây thanh bình nha. Chào bà chị. Em tới đây làm gì? Đồng ý làm bạn gái của anh nha. Bà biết hết mọi chuyện rồi. Ở đây hay ở đâu, bà cũng dành mặt bà. Bà chị đứng lại. Đứng lại. Đây. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại như vậy hả? Bà Lam mà không biến mất là tôi với chị sẽ chết đó. Tất cả là tại mày. Tất cả là tại mày. Muốn người ta không có biết á thì chị dẹp ngay cái vẻ mặt hối hận đó đi. Kéo lên lâu chưa? Tôi vừa mới kéo lên. Hình như là vẫn còn thở. Anh ơi, ở đây anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Có chuyện gì đây? Bọn tôi đi kiểm tra rừng thì thấy cô ấy nằm dưới kia. Tôi vừa mới kéo lên. Giúp tôi. Alo, chị hả con? Dạ, dạ, dạ chị Lam phải đi cấp cứu mẹ ơi. Con nói cái gì? Mày nói cái gì? Anh Kiệt ơi, con Lam nó có chuyện rồi. Nè, nè, tôi không có cho ông đi đâu. Trời ơi. Mà đừng có cản tôi. Làm gì làm tôi mới đi tìm con Lam cho bằng được. Nhưng mà ông đang bệnh mà. Bệnh thì bệnh, nếu mà tôi không tìm được con Lan, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Ba, ba bình tĩnh. Má, để con đi tìm chị Lam cho nha.
Má nói không có ai đi hết trơn á. Bà đừng có quá đáng. Mỗi lúc mà nhà mình ai mà gặp nạn là đều có mặt con Lam á. Vậy mà bây giờ khi nó xảy ra chuyện không có ai ở bên cạnh nó. Nói thiệt, tôi nghĩ tới nhiêu đó thôi là tôi thấy đau lòng lắm bà biết không? Tôi nói tôi không cho ai đi hết á, là tại vì ông đang bệnh. Còn con Diệp nó phải lo cho con nhỏ. Có đi thì tôi đi đây nè. Ông làm như là chỉ có một mình ông biết thương nó vậy. Bộ ông nói tôi đuôi mù hay sao tôi không biết. Cái sự hy sinh của con Lam đối với cái nhà này, tôi tàn nhẫn lắm mà tôi không biết thương nữa nè. Ông vừa phải thôi. Thôi, nếu bà nói vậy thì tôi với bà đi tìm, đi tìm con mình nha bà. Nè, tốt rồi hai đứa còn đi đâu vậy? Sao má đi về một mình thì thật tại đâu má? Trời ơi, tìm có thấy nó đâu. Gọi điện thoại nó không bắt máy. Đi tới mấy cái chỗ mà nó thường lui tới cũng không thấy nó nữa. Thiệt tình thằng mày. Sao con Chi tới giờ này cũng không điện thoại về? Bà bình tĩnh đi. Để tôi gọi Chi chứ. Alo, ba nè con. Gì? Lam sao rồi con? Vậy hả? Được. Ba biết cái bệnh viện đó rồi. Đi biết cái chỗ rồi, để tôi gọi điện cho anh Trang. Vừa đi vừa báo cũng được. Đi lẹ đi bà. Ba má đi cẩn thận nha. Nè, Diệp, con Lam nó bị cái gì? Ai nằm bệnh viện? Sao ba má mày đi đâu mà gấp gáp dữ vậy hả? Nội ơi, chị Lam gặp tai nạn, bà vô cấp cứu rồi nội. Trời Phật ơi. Ông ơi, ông có linh thiêng phù hộ cho con Lam gặp dữ quá lành nghe ông. Bao nhiêu nghiệp báo á, để một mình tôi gánh hết cho. Tôi muốn thấy con cháu đứa nào nó khổ nữa. Ông ơi, hồi đó ông đi sao ông chịu kéo tôi đi về? Ông để tôi sống làm chi mà tôi tạo nghiệp thế cho con cháu bây giờ nó khổ dữ vậy nè ông ơi. Nội ơi, ông nội chắc chắn sẽ phù hộ chị Lam bình an mà. Nội đừng có lo nữa nha. Nội đừng có lo nữa nha nội. Mọi người nhà đứng bên ngoài chờ. Sao Lan lại bị như vậy? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà hình như anh hẹn chị Lan ở trên đó mà đúng không? Đúng là như vậy. Nhưng chuyện này kỳ lạ lắm. Để Lam tỉnh lại mới rõ rồi. Anh Định, anh không đi Singapore hả? Lam sao rồi? Vẫn đang ở trong cấp cứu. Mày nói cái gì? Mày nói sẽ chăm sóc tốt cho Lam, tại sao mày để Lam xảy ra chuyện này? Mày trả lời đi, mày cấm hả? Anh Định, anh bình tĩnh đi. Anh Phong cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu. Chưa bao giờ tôi muốn chị biến mất như lúc này. Chi? Lam sao rồi con? Nhà chị Lam đã cấp cứu ở trong. Nó có sao không con? Lam. Chị ngồi xuống đây đi chị.
Trời ơi, Tài ơi là Tài, mày đi đâu giờ này mày mới về vậy hả? Con mệt lắm rồi, có gì ngày mai nói nghe nội. Mày đứng lại đó đi. Rốt cuộc mày có coi cái nhà này là gia đình mày không vậy Tài? Con cũng chạy đôn chạy đá tìm cách chuột con sổ đỏ này về mà nội. Mày muốn chết đi nội ơi. Sổ đỏ hả? Do ai mà bị cầm cố hả? Tài ơi, mày thương tao dùng cái đi Tài, hay là mày muốn nội mày chết? Ngày mai con sẽ đi chuột con sổ đỏ về. 10 tỷ, tiền đâu mà mày chuột? Mày đi ăn trộm ăn cắp của người ta hả? Con ơi là con làm ơn con đàng hoàng giùm nội đi con. Chị Lam mày chưa biết sống chết là làm sao kìa. Ủa nội, sao nội biết chị Lam sống chết chưa rõ nội? Ba má mày đang ở trong bệnh viện với nó. Rồi chị có nói gì không? Nói cái gì mà nói? Nó đang cấp cứu, chưa có tỉnh lại mà nói cái gì? Tài ơi, mày thương nội, mày làm ơn cai nghiện giùm nội đi con. Cai được thì con đã cai rồi nội ơi. Trời ơi là trời. Tạm thời bệnh nhân đã qua khỏi nguy hiểm. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ. Bác sĩ. Dạ. Khi nào chị tôi mới tỉnh lại? Dạ, tùy chị ơi, có thể 1-2 ngày, có thể 1 tuần, nhưng cũng có thể 1 tháng. Tùy vào tình trạng hồi phục của bệnh nhân, chúng tôi không thể nói trước được. Vậy bao giờ chúng tôi có thể vào thăm? Khi nào bệnh nhân chuyển qua phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm, nhưng hạn chế thôi. Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Dạ. Trời ơi, không biết chừng nào nó tỉnh nữa. Mẹ, hay là bây giờ con đưa mẹ về trước nha. Mẹ cũng mệt rồi. Không sao đâu, hay là con đi về nghỉ ngơi đi. Mẹ ở đây với ba má của con cũng được. Ờ, con Chi nó nói đúng đó. Cô Trang đi về nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Có gia đình ở đây rồi. Dạ, vậy thôi mẹ với con về trước ha. Chắc chắn là Lam nó sẽ tỉnh lại, cho nên anh chị đừng có lo quá nha. Dạ, cảm ơn chị. Đi mà, con đi trước nha ba má. Đưa mẹ con về đi. À, xém tí nữa mẹ quên rồi. Con đem cái bì thư này đưa cho ba má của con, để lo tiền viện phí cho ông Lam nha. Ừ, dạ. À, vậy mẹ ra cổng đợi con nha. Ừ. Tôi nghĩ đã đến lúc phải nói ra hết mọi chuyện rồi đó bà. Nhưng mà còn con Chi thì sao? Con Chi nó sẽ hiểu. Kể từ lúc mà con Lam nó từ cõi chết trở về, tôi ân hận lắm bà. Đúng rồi, nên nói tất cả lỗi là lỗi do tôi, do tôi mà. Không được. Ờ, Chi. Ờ, bà đừng nói bà gì nói hết. Bà không cần phải nói nữa. Nhưng thật ra đó là con Chi. Thật ra là sao? Thật ra là như thế nào? Tất cả mọi chuyện này là như thế nào vậy? Con nghe bà nói nè. Con đã nói là ba đừng có nói cái gì nữa mà. Không, thật ra là má đã nói là lỗi do má. Do má hết á. Tại sao ba má lại tự ý quyết định như vậy? Lúc cho con đi cũng tự ý quyết định, rồi bây giờ muốn nói ra tất cả mọi chuyện cũng tự mình quyết định. Có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của con không? Nhưng mà chị của con như vậy, ba muốn cho chị con biết mẹ ruột nó là ai. Con cần có thời gian, con sẽ tự mình nói cho mẹ con biết. Ba má đừng nói gì với mẹ con hết. Con sẽ tìm một dịp thích hợp để nói cho mẹ con biết, để cho mẹ con không có sốc giống như con bây giờ.
cái gì? Chị có tiền chưa? Sao chị nói về tới Sài Gòn là có tiền mà? Bây giờ tao nói tao không có tiền thì sao? Tốt nhất là chị đừng có nên thách thằng này. Quan trọng bây giờ là bà Lam kìa. Lỡ bà tỉnh dậy rồi sao? Thì chuyện tới đâu thì tới đó. Biết sao bây giờ? À, dạ, con ở đây hả? Dạ. À, con đang tính đi mua đồ ăn sáng cho nội. Bà Lam thì nằm viện, má thì đi chưa về, không lẽ để nhà mình chết đói chắc. Con thôi, đi nha nội. Thôi khỏi, cái đó nội làm được mà. Vô nhà đi con. Thôi, nội yên tâm đi, con đi nha. Ê nè, Tài, Tài. Trời ơi. Con chào bác. Ủa, Phong, sao con ở nhà nghỉ ngơi thêm đi, vô chi sớm vậy con? Dạ, con muốn đến ạ. Bác về nghỉ trước đi, để con trông làm cho. Sao được, con tới thăm là quý rồi. Con còn phải có công ăn việc làm của con nữa chứ. Chuyện công việc con sẽ sắp xếp được ạ. Vậy à. Bác. Gì con? Xin phép bác cho con được chăm sóc lát. Còn gì con làm? Bác cho con được chăm sóc cho Lam. Trong suốt cuộc đời này. Là mọi người sợ muốn chết. Có biết không hả? Em phải mau khỏe lại đi làm. Mau tỉnh dậy. Về với mọi người. Về với anh. Sao lúc nào anh cũng thích ở cạnh em không? Bởi vì em luôn luôn dịu dàng, luôn luôn bao dung, quan tâm đến tất cả mọi người, không bao giờ nghĩ đến cái lợi riêng của mình cả. Mời anh dùng trà. Chú Henry là luật sư, dạ. Cho nên là mẹ muốn nhờ chú làm tất cả những thủ tục để chuyển toàn bộ cổ phần mà mẹ đang nắm giữ của những công ty mẹ đầu tư á lại cho con. Hiện nay chị đang đứng tên trong 3 quỹ đầu tư và 3 công ty tài chính. Chị tính chuyển toàn bộ cho Kim Chi. Em chỉ có mỗi mình Kim Chi là con thôi, cho nên không chuyển cho nó thì chuyển cho ai bây giờ? Với lại cũng lớn tuổi rồi. Không muốn làm việc nữa. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. À, tôi hiểu rồi. Vậy có gì em nhờ anh tiến hành tất cả những thủ tục còn lại giùm em. Ok, chuyện này dễ mà. Dạ. Đây nè. Một tỷ đó. Còn 7 tỷ đâu? Từ từ chứ. Hôm nay mẹ chị đã sang nhượng hết tất cả tài sản cho chị rồi. Không bao lâu nữa mày muốn bao nhiêu cũng được.
Chị Chi, thì em có nói gì đâu. Chị cho bao nhiêu em lấy bấy nhiêu, em đâu có dám đòi hỏi chị. Nếu như mẹ chị sang tên hết cho chị, lúc đó bà Lam tỉnh lại, bà có đòi lại hết được không? Tất nhiên là không rồi. Nếu như bà nói ra hết sự thật thì sao? Thì cũng phải chấp nhận thôi. Không được. Không lẽ chị đi im vậy sao? Chị phải làm gì đó đi chứ. Làm cái gì là làm gì? Bây giờ sau khi xong hết tất cả thủ tục, chị sẽ đi về Mỹ. Chị cam tâm để mất của chị vô tay của bả sao? Đó không phải là mẹ của chị. Cho dù muốn á, thì cũng không thể làm được cái gì đâu. Nếu mà chị đi Mỹ, còn tôi thì sao? Nếu chị đi thì còn tôi thì sao? Thì chị sẽ lo cho mày. Chị sẽ cho mày tiền trả nợ. Vậy thôi sao? Bà tính ăn một mình hả? Bà tính cho thằng Tài này ra rìa hả? Đâu có được. Đã gia sản lận mà, phải ăn đồng chi đủ chứ. Mày bị cái gì vậy? Mẹ của tao chứ không phải mẹ của mày. Mẹ của bà Lam chứ không phải mẹ của chị. Tôi chỉ nói là sự thật thôi mà. Sao vậy? Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Mày muốn nói sự thật chứ gì? Thì tao cũng sẽ nói sự thật với mày. Một khi bà Lam bà tỉnh dậy á, bà sẽ kể hết cho tất cả mọi người sự thật là như thế nào. Rồi lúc đó mày cũng không thể nào đe dọa ai được nữa đâu. Nếu bà Lam không tỉnh lại thì sao? Nếu bà Lan không tỉnh lại thì sao? Em sao vậy chị? Tay em phỏng rồi. Ra đây với anh. Em chỉ khó chườm đá một tí nó sẽ đỡ hơn. Không bị phồng da nữa. Em sao vậy? Còn đau lắm hả? Có chuyện gì vậy chi? Em cũng muốn tâm sự với anh không? Anh Định, tại sao mình về đây chi vậy? Em không muốn sống cuộc sống như thế này đâu. Nếu được chọn lựa, em không bao giờ muốn sống cuộc sống như thế này hết. Rồi, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà. Không, ngay từ đầu tất cả không phải là lỗi tại em. Em không phải là người gây ra tất cả chuyện này đâu. Em bình tĩnh lại đi. Nếu ngay từ đầu được lựa chọn, em sẽ không chọn cuộc sống như thế này. Em không phải là đứa trộm cắp. Chưa bao giờ em muốn lấy của ai cái gì hết. Em không bao giờ muốn lấy của ai cái gì hết. Nếu mà em đã không muốn thì em đừng có làm. Người ta có bắt em thì em cũng đừng làm. Em cứ sống đúng với tính cách của mình, được không?
anh với Lam chia tay rồi. Người Lam thích là thằng Phong. Nhắc tới thằng quỷ đó là anh bực mình. Em không ngờ hai người đó lại như vậy. Người ngoài nhìn vô á thì Phong với Lam là người sai, anh cũng nghĩ như vậy nữa. Nhưng mà suy cho cùng thì hai người đó cũng sống đúng với tình cảm của mình thôi. Anh không giận sao? Có chứ. Anh cũng muốn treo cổ thằng Phong lên kìa. Nhưng mà khi Lam bị tai nạn thì anh nghĩ mọi chuyện nó không còn quan trọng nữa. Đối với anh bây giờ chỉ cần Lam khỏe mạnh và hạnh phúc là anh thấy vui rồi. Em cũng vậy nha. Em phải vui vẻ và hạnh phúc nha. Một tỷ. Vài bữa nữa em sẽ đưa đủ. Ở đâu mày có vậy? Dính tiền đi. Dịp bà vô đi bây. Đủ rồi đại ca. Nè, có chắc là mấy bữa nữa mày đưa đủ không? Dạ chắc chắn. Tao bắt đầu kết mày rồi đó. Có muốn làm một hai dáng gì không? Em không có tiền. Nó kêu không có tiền kìa. Tiền nè, chơi đi. Tính ra mày cùi cùi vậy mà binh tiền cũng lẹ ghê ha. Tao tưởng đâu kỳ này mày mất luôn căn nhà mày rồi chứ. Không phải là em không có tiền, mà chẳng qua xưa giờ em sống giản dị vậy thôi. Giản dị hả? Thằng này ngon. Nếu mà Lam thật tỉnh lại thì sao? Tất cả là tại vì gì? Đừng có tới đây mà. Nội, nội chơi con. Nội muốn tốt cho con thôi. Từ nay con phải ở nhà cai nghiện. Nội ơi, nội muốn con chết hả nội? Chính vì không muốn con chết cho nên nội mới nhẫn tâm. Con à, thương nội đi Tài. Con ráng cai nghiện một tháng là qua cơn thôi con. Lần trước con làm được mà. Nội mà không thả con ra, con chết cho nội coi nè. Mày chết đi. Mày chết đi rồi nội cũng chết theo mày luôn. Phong. Anh Phong, em nghe ba em nói là từ tối qua tới giờ anh không về hả? Anh Định, hay là anh dắt anh Phong đi kiếm cái gì ăn đi. Nhìn anh Phong tiều tị quá. Để chị Lam ở đây em trông chừng cho. Mày đi ra ăn cái gì với tao một chút đi. Để có sức mà chăm cho Lam nữa. Tao cũng có một chút việc muốn bàn với mày ở công ty. Anh đi nha. Mạng chị lớn thiệt. Tôi ước chị biến mất mãi mãi. Mấy cái dự án mà mày đang lo, cứ chuyển hết qua cho tao. Tao sẽ trực tiếp xử lý.
Còn mày cứ tập trung lo cho Lam đi. Cảm ơn mày. Nhưng đấy là chuyện công việc. Tao xin lỗi. Mình là một người bạn, tao có lỗi với mày. Nhưng là một thằng đàn ông, tao không thể sống trái với cảm xúc của mình được. Chuyện tình cảm mà, đâu ai biết trước được điều gì. Miễn Lam hạnh phúc là tao vui rồi. Mày có muốn đánh tao không? Nhìn mày tiền tỷ quá đó. Mày cứ như vậy, Lam tỉnh lại mà thấy mày chắc bỏ chạy mất dép. Thì thấy như thế này thì Nam mới thương chứ hả? Mày Định ơi, tao nghĩ tao yêu Lam thật á. Mày ở lại lo cho Lam đi. Tao về trước. Chị Chi. Chị làm gì vậy? Chị thấy cái ống thở của chị Lam bị lệch á, nên chị chỉnh lại cho ngay. Thôi hai đứa em cũng vào rồi, tại vì chị phải về công ty để làm việc á. Thôi chị về trước nha, tụi em ở lại chăm sóc cho chị Lam nha. Chị đi nha. Hôm nay chục lắc mà không bệnh. Em với Tùng cũng bế con đi thăm chị rồi. Chị Lam, anh Tài anh nghiện lại rồi. Bà nội với ba má bắt anh ở nhà cai nghiện. Ông đập phá đồ lung tung hết á. Nhìn sợ lắm. Bà nội khóc, ba khóc, má cũng khóc nữa. Chị Lam, chị có thể tỉnh lại được không chị? Ở nhà thiếu chị là không được đâu. Lam ơi, chị tỉnh lại đi chị. Đừng có khóc. Chị Lam mà biết chị sẽ lo ấy. Chị Lam cố lên nha. Cả nhà đang ở nhà đợi chị á. Lam ơi, em xin lỗi chị nhiều lắm. Xin lỗi vì hồi trước em đã đối xử rất tệ với chị Lam. Em xin lỗi chị. Chị tỉnh lại đi chị Lam.
Trời ơi, Tài, 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 con không có được đi nha, nha, nha. Nè, 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 con nghe má nói nè, nghe lời má, con đừng đi, nghe con với ai? Tài, Tài, quốc bà, bà có sao không? Tài ơi, Tài ơi, Tài, Tài ơi, con thương nội hả Tài? Tài ơi, con đi thì con đi luôn đi, đừng có quay về cái nhà này nữa. Tài, về nhà đi con, mọi người sẽ giúp con mà. Không phải giúp con được hết. Tài, ba, ba, nội, phải coi thằng Tài này chết rồi. Tài, về đi con Tài. Ba. Trời ơi, Tài. Em có mang nước yến cho chị Lam nè. À, còn cái này là anh định dặn em đem cho anh. Anh ăn đi kẻo nguội. Cảm ơn em. Chút nữa anh sẽ ăn. Em có nghe chuyện của anh với chị Lam. Chắc chị Lam không sao đâu. Anh cũng đừng có lo lắng quá nha. Em ngồi đợi một chút đi vậy. Đợi anh một chút nha, sắp xong rồi. Chắc em xin phép em đi về trước. Tại vì sẵn tiện nên em ghé em đưa đồ cho anh. Về để anh tiện em. Dạ thôi được rồi. Chúc hai người hạnh phúc. Má ơi, má ráng ngồi dậy ăn miếng cháo đi má. Má hồi chiều tới giờ má không ăn gì hết trơn à. Rồi làm sao có sức khỏe. Mình đã mất thằng Tài thiệt rồi hả con? Dạ. Yeah. Tất cả là lỗi của con. Con đã làm ác. Con chia rẽ tình mẫu tử của người ta. Cho nên bây giờ con của con nó lãnh hậu quả. Lỗi của con. Không đâu. Lỗi của má. Tại má nuông chiều nó quá, nó hư hỏng mới ra nông nổi này. Đừng có lo gì cho má hết trơn á. Để má chết cho rồi đi. Má ơi, còn có 2 tuần nữa là anh kẹt anh mổ. Mà không biết là kết quả là làm sao nữa. Con Lam á thì nằm bệnh viện, con Diệp thì trẻ người non dạ, còn thằng Tài thì bỏ nhà đi. Má ơi, má phải ráng khỏe. Má cùng với con để mà chống đỡ cái nhà này. Chứ một mình con làm không xuể đâu má. Má mà có mệnh hệ nào thì làm sao mà tụi con sống nổi. Má ơi, thằng Tài, bây giờ mình phải cứu nó.
Bây giờ cô không biết sao nữa. Nhà này không có con là không có được. Đưa đây. Má con mình cũng tiến không lùi nghe con. Dạ. Đồng ý làm bạn gái của anh nha. Đếm đến ba mà bóng đèn vẫn còn sáng là đồng ý đó. Một. Hai. Hai rưỡi. Hai bảy năm. Ba. Em nói gì cả? À, đây là giây phút hạnh phúc nhất của đời em à? À. Gì đây? Lam, con tỉnh rồi hả? Con Lam tỉnh rồi. Con ơi, con thấy trong người con làm sao? Hả? Sao? Con Lam nó tỉnh rồi hả chị? Em muốn đi vô thăm nó bây giờ. Cô Trang à, thật ra nó là em à, chị Lam chị đã bị mất trí nhớ rồi, em còn muốn cái gì nữa? Nếu bà không tỉnh lại luôn thì sao? Con cứ vui vẻ như bình thường đi, rồi từ từ con sẽ nhớ hết mọi chuyện. Cả nhà sẽ cố gắng giúp con. Mọi người ở đây ai cũng mừng khi mà con trai qua nạn khỏi hết á. Còn cái chuyện con nhớ hay là chưa nhớ gì đó thì để từ từ, không sao hết nha con. Trong chuyến công tác vừa rồi đó, lúc mà chị gặp tai nạn cũng có em ở đó nữa. Hay là em kể giùm chị để chị nhớ ra được không? Ngày mai 1 tỷ rớt vào tài khoản của tôi thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Tôi nghĩ là mình không thể giấu giếm cái bí mật này nữa bà à. Không, ba má quyết định rồi. Ngày mai ba má sẽ gặp cô Trang. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ.